chị mến chào quý anh chị. Hôm nay em sẽ gửi đến quý anh chị mình một mẫu nhà đường ô tô tới nhà luôn nha quý anh chị. Thì hiện tại em chị đang có mặt ở trên gần trục đường tập đoàn 2 nha quý anh chị. Thì cái đường nhựa tập đoàn 2 mình di chuyển ra đó đâu đó tầm khoảng chỉ có vài chục mét thôi là mình đã ra tới cái đường nhựa rồi. Nhưng mà cái đường dẫn vào nhà của mình cũng rất là rộng nha quý anh chị. Đâu đó tầm khoảng 4 đến 5 mét luôn. Ở đây thì ống cống lắp đặt bài bản cho quý anh chị mình hết rồi. Thì hôm nay em sẽ gửi đến quý anh chị mình một mẫu nhà cấp 4 cực kỳ là rộng rãi luôn, với diện tích ngang là 6m, chạy dài vào là 14m nha quý anh chị. Với cái mẫu nhà này cực kỳ là rộng và có một cái hướng là hướng đông nam, nên rất thích hợp với anh chị nào đang cần tìm nhà hướng đông nam để mua ở hoặc là mua đầu tư kinh doanh thì bao xin lời nha quý anh chị. Ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc và sầm phất luôn, thì ở cũng full hết rồi, nên về đây quý anh chị mình ở không có sao buồn nha. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay được bán với mức giá tổng, giá công khai không phát sinh nha quý anh chị, chỉ đúng 1.580.000 thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ để gửi đến cho cô chú anh chị mình. Nhà của mình thì cũng đã vào điện nước chính thức của nhà nước hết rồi nha quý anh chị. Và đây là cái mẫu nhà của mình đó, cái mẫu nhà của mình thì có sân trước rộng rãi và thông thoáng nè, vẫn có sân bên hông luôn. Phía trước nhà thì bên đơn vị em cũng đã làm sắt be hàng rào kính mít cho quý anh chị mình hết rồi. Ở trên thì là lọc máy tôn cho quý anh chị mình nha. Ở đây á, mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm khoảng chỉ có 20 đến 30 phút thôi, rất là tiện luôn. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng luôn, ô tô mình có thể chạy tới khu vực này luôn nha quý anh chị, nên rất là tiện luôn nha. Thì căn nhà của mình được tọa lạc ở phía sau bến xe buýt Thương Long nha quý anh chị. Thì căn này sẽ có hai hướng đi, một là quý anh chị mình có thể đi hướng quốc lộ 50, mình di chuyển tới ngã ba Tân Kim, mình di chuyển vào đường Đoàn Nguyễn Tấn tới bến xe buýt Thương Long, quý anh chị mình có thể gọi cho em. Hoặc là quý anh chị mình cũng có thể đi hướng quốc lộ 1A, mình di chuyển vào đường Đoàn Nguyễn Tấn đi tới bến xe buýt Thương Long, thì cô chú anh chị mình có thể gọi em ra đón cô chú anh chị mình vào xem nhà thực tế nha. Cái sân thì cực kỳ là rộng rãi luôn này quý anh chị. Nhà mình sẽ có cái sân bên hông nữa này quý anh chị. Cái sân bên hông thì rất là rộng luôn. Căn này thì gió rất là mát mẻ luôn nha quý anh chị. Ở đây thì bên đơn vị em cũng đã ve hàng rào xung quanh kính hết rồi. Đó, rất là tiện nha. Một cái căn nhà cấp 4 diện tích cực kỳ là rộng rãi luôn, mà bán với mức giá chỉ có 1.580.000 à. Tìm đầu ra nữa quý anh chị, hãy nhanh tay nhắc máy lên gọi ngay cho em để mình là người đầu tiên về đây trải nghiệm thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Và lớp cửa thứ hai là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh nha quý anh chị. Quy kiến là kiến cường lực nha. Mình di chuyển vào trong đây sẽ là một cái không gian phòng khách cho gia đình mình. Hệ thống gạch thì ốp tặng lên cao rồi đó. Căn này thì bên đơn vị em vừa mới tăng trang, mới sơn lại nha quý anh chị, nên nó còn mới đạt đâu đó khoảng 90% rồi. Hệ thống ở trên sẽ là hệ thống trần áp phông nha quý anh chị, đèn đồ đó đầy đủ cho quý anh chị mình hết rồi. Và căn này thì chỉ có một phòng ngủ thôi, thì nếu mà quý anh chị mình có ở đông á thì mình có thể làm thêm một phòng ngủ ở phía sau nữa vẫn được nha. Và đây sẽ là một cái phòng ngủ là rộng rãi vô cùng nha quý anh chị. Đó, căn này rất là rộng luôn. Xem đến đây rồi, quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi vay nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ đến cô chú anh chị mình nha. Có không gian cửa sổ nè, lấy gió trời cực kỳ là thông thoáng nha quý anh chị. Và mình di chuyển thẳng xuống đây nữa là có một cái không gian nhà vệ sinh ở cuối dãy nhà luôn nha quý anh chị. Thì trong đây á, nhà vệ sinh trong đây thì cũng đầy đủ tiện ích hết rồi. Trong đó thì cũng bồn cầu nó đầy đủ, nói chung là đầy đủ hết nha quý anh chị. Một cái căn nhà cực kỳ là rộng với diện tích là ngang 6m, chạy dài vô mà 14m nha quý anh chị. Pháp lý sổ hồng riêng, được ngân hàng có thể cho mình vay 50-70% giá trị của căn nhà. Đây là không gian bếp nè quý anh chị. Không gian bếp của mình sẽ cho mình là một cái không gian cửa sổ, khi mình nấu nướng á, mình mở cửa ra nó sẽ không có bị ứ mùi nha quý anh chị, nên rất là mát luôn. Đây là lối đi bên hông nè quý anh chị. Lối bên hông thì bên em có một cái lớp cửa nữa nha. Đó, rất là tiện nha quý anh chị. Lối đi thì rộng rãi vô cùng. Quý anh chị mình mà muốn đi xem căn này thực tế thì cô chú anh chị mình cứ gọi ngay qua số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo với em gửi thông tin vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình tham khảo trước khi mình có dự định xuống đây xem căn nhà này luôn nha quý anh chị. Qua giờ em cũng xin được nhắc lại với diện tích nhà của mình là ngang 6m, chạy dài vô là 14m nha quý anh chị. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng vô cùng. Và được bán với mức giá tổng, giá công khai luôn, chỉ 1.580.000 thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ ngay chính chủ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Căn này thì đường ô tô mình có thể di chuyển tới khu vực gần trước nhà luôn nha quý anh chị, nên rất là tiện. Quý anh chị mình có di chuyển đồ đạc mà đi xe tải rồi đó là cũng rất là tiện luôn nha quý anh chị. Và căn nhà của mình được tọa lạc là ở phía sau bến xe buýt Thương Long, ở trên trục đường Đoàn Nguyễn Tấn nha quý anh chị. Đó, căn này thì mình
ở tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh luôn, nên mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm khoảng 20 đến 30 phút thôi. Và xem đến đây, quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em nha, để em có động lực đi săn nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn Kim Trâm làm việc luôn luôn lúc nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, nên cô chú anh chị mình cứ an tâm gọi trực tiếp cho em nha. Và giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo nha.